Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phiên họp được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Dự thính phiên họp có 105 đại biểu là thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của 32 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Các đại biểu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực và thế giới phải đối diện với khó khăn, thách thức và nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế. Các đại biểu chỉ rõ những khó khăn và yếu tố bất lợi tác động đến chỉ tiêu năm 2023 như đầu tư công triển khai chậm, tiêu dùng và xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu và đơn đặt hàng bị thu hẹp, nguồn lực của doanh nghiệp suy giảm nhiều. Đại biểu bày tỏ đồng tình với 11 nhóm giải pháp mà chính phủ đã chỉ ra, đồng thời đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm một số giải pháp như cần sớm rà soát toàn diện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đang được triển khai, xem chính sách nào hiệu quả, chính sách nào chưa thực sự hiệu quả để tạm dừng hoặc có biện pháp thay đổi kịp thời để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. Ngoài ra, các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề lao động Việt Nam, các chính sách vĩ mô hỗ trợ để kinh tế xã hội đất nước tiếp tục phát triển, trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế.